Ngày 14 tháng 11, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã về dự chung vui ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn Đắc Tiêng Cơ Tu, xã Đắc La, huyện Đắc Hà, tỉnh Kon Tum nhân kỷ niệm 92 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 18 tháng 11 năm 1930, 18 tháng 11 năm 2022. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Thiếu tướng Nguyễn Văn Gấu, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, Trung tướng Thái Đại Ngọc, Tư lệnh Quân khu 5, đồng chí Dương Văn Trang, Bí thư Tỉnh ủy Kon Tum. Dự ngày hội còn có đồng chí Trương Thị Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đại diện các cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng, lãnh đạo chỉ huy Quân khu 5, Quân đoàn 3, đại biểu Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Kon Tum. Phát biểu tại ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc, Đại tướng Phan Văn Giang vui mừng, phấn khởi về truyền thống lịch sử, văn hóa cách mạng và những thành tích mà Đảng bộ, chính quyền, quân và dân tỉnh Kon Tum đã đạt được trong quá trình xây dựng và phát triển. Đại tướng Phan Văn Giang đề nghị lãnh đạo chính quyền địa phương tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp và những thành tựu đã đạt được, chủ động cụ thể hóa và triển khai có hiệu quả các nghị quyết của Đảng, quan tâm hơn nữa đến các xã vùng sâu, vùng xa, địa bàn còn khó khăn, tạo sức bật cho phát triển kinh tế xã hội, thu hẹp khoảng cách thu nhập giữa các vùng, địa phương. Tiếp tục động viên nhân dân tăng cường sức mạnh đại đoàn kết, hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương. Tôi tin tưởng rằng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Kon Tum sẽ tiếp tục đoàn kết, chung sức, đồng lòng, quyết tâm phấn đấu xây dựng các khu dân cư trong tỉnh nhà ngày càng giàu đẹp, văn minh. Một lần nữa, xin chúc toàn thể các đồng chí và nhân dân mạnh khỏe, hạnh phúc, đoàn kết, vững bước trong công cuộc đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, làm sao cho mỗi nhà, mỗi người, mỗi ngày, mỗi một cuộc sống của từng cá nhân là một ngày vui, một ngày hạnh phúc. Nhân dịp dự ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc, thay mặt đoàn công tác, Đại tướng Phan Văn Giang trao 100 nhà đại đoàn kết tặng các gia đình còn khó khăn về nhà ở tỉnh Kon Tum. Bên cạnh đó, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, Quân đoàn 3, tỉnh Kon Tum cũng trao nhiều phần quà ý nghĩa tặng nhân dân thôn Đắc Tiêng, Cơ Tu. Sáng cùng ngày, Đại tướng Phan Văn Giang đã đến thăm, làm việc với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Kon Tum.